Xin chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ ra cái đoạn sông Tà Niên để mà quay những anh em xà lan ghe tàu qua đây cho mọi người cùng xem nha. Thì hiện tại thì có một chiếc đò đang đi ngang đây các bạn. Bên kia thì mấy anh đang bơm cát nha, để mình quay mấy anh bơm cát cho mọi người xem nha. Đây, cái phần phía trước đây là cái phần máy nha các bạn. Chúc những anh em đi nghề sông nước xà lan cũng như là tất cả các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Đây, bây giờ anh đang được tính đưa cái vòi nước vô trong đây các bạn. Bên đây thì mình thấy có một chiếc xà lan rất là lớn đang từ từ đi lên nha. Một chiếc xà lan đi biển các bạn. Wow, tăng tốc đi qua nè. Để mà đi qua cái đoạn này nha các bạn. Đây anh chưa đưa cái vòi vô trong nữa nha. Chiếc này anh chở bơm gần đây các bạn, chạy loại dựa lấy xong qua đây bơm luôn nha. Anh xà lan nổi vừa qua né chiếc xà lan trên này các bạn. Ở đây nó bị phức cái bức tường rồi, mình không thấy phát được nguyên chiếc nha. Bây giờ thì anh xà lan khẩm anh lên nha các bạn. Tiếp theo là một chiếc xà lan xuống nữa nghe các bạn. Quá đã luôn tiếng động cơ. Ở trên này có một số cái vỏ đò đưa khách sang sông nha các bạn. Quá trên này chở cũng khá là đông nha. Anh ghe thì anh đang ở phía sau một chiếc xà lan các bạn, hiện tại thì anh chưa có vượt được nha. Đang giỏi chuyến dịch luôn, chuyến dịch thì mất gác hay gì nè. Trên này xuống một chiếc xà lan rất là mới nha các bạn. Xà lan cát. Wow, anh kia anh đang nạp để mà né vô trong các bạn. Tiếp theo là một chiếc xà lan xuống nữa nha các bạn. Buổi sáng này thì xà lan vô rất là đông nha. Đang xuống cái lái nó cũng bê rất là dữ nha các bạn. Anh tàu biển anh đang định vượt anh xà lan này nha các bạn.
Bữa nay có âm thanh bơm cát hơi ồn xíu, các bạn xem thông cảm cho mình nha. Đó, bây giờ anh sẽ tăng tốc để mà anh vượt nè. Anh ghe biển anh chưa vượt được nữa, anh né vô trong lại các bạn. Tiếp tục xuống một chiếc xà lan nữa nha các bạn. Sáng nay thì xuống mấy anh xà lan bự bự rồi các bạn. Ở dưới này đang có một chiếc xà lan đi xuống. Đây các bạn, hiện tại thì có một chiếc xà lan đang xuống nha. Bên này thì có một chiếc xà lan hai cabin đang đậu để mà đợi mấy anh này xuống xong mình sẽ lên nha. Đậu sát mé nhà trong. Anh này nãy giờ bị mất gác đó bạn. Chiếc xà lan đá đang xuống nè. Nhìn rất là đẹp đây. Chiếc xà lan này còn rất là mới nha các bạn. Xuống dưới gặp anh xà lan hai cabin đó nha. Anh xà lan chưa lên được nha các bạn. Vừa mới qua chiếc xà lan khẩm, bây giờ sẽ là tiếp một chiếc xà lan khẩm nữa nha. Đây mình thấy anh đưa cái lái nha. Mình thấy ông né từ xa nha. Đây có chiếc chẹt, bây giờ chiếc chẹt cũng đã qua xong rồi nha các bạn. Anh xà lan này thì đưa cái lái rất là xa rồi nha. Rồi. Đang xuống nha. Anh này anh chưa lên các bạn, vẫn còn đang đợi nha. Tiếp theo là một anh xà lan nổi nữa nha các bạn, đang vô nước ngược nha. Wow. Đi qua cái đoạn này thì phía lên trên có một cái chiếc đò các bạn, cho nên là khi mà mấy anh này vừa qua nhìn thấy chiếc đò thì một là đi luôn, hai là nếu mà anh dai ra thì mấy anh này phải nhường nha. Chiếc xà lan đi biển các bạn, nhìn rất là bự luôn. Phía sau có một anh vỏ, anh ke. Bây giờ thì anh tăng tốc để mà đi qua cái đoạn này nha các bạn. Hiện tại thì không có
xà lan đi ngược chiều thì ảnh qua rất là khỏe nha. Đang chậm chậm để mà nhường chiếc đò